Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức cập nhật về thị trường ô tô xe máy trong nước cũng như là quốc tế của Auto Việt Nam. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ điểm qua một số thông tin, tin tức rất nóng của thị trường ô tô trong nước cũng như là quốc tế với những tin chính sau đây. Theo Zing.vn, Mazda 3 2021 sẽ có bảng hiệu suất cao dùng động cơ tăng áp. Hyundai Tucson 2021 lộ diện thiết kế nội thất với màn hình cảm ứng cỡ lớn. Và để đến với tin tức đầu tiên, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất được cập nhật về thị trường ô tô xe máy trong nước cũng như là quốc tế. Xin cảm ơn. Qua đoạn teaser của Mazda, nhiều thông tin cho rằng Mazda 3 2021 sẽ được trang bị động cơ xăng tăng áp để cạnh tranh với các phiên bản hiệu suất cao của đối thủ. Mới đây, Mazda Mỹ đã đăng tải đoạn teaser hé lộ về mẫu xe sắp ra mắt. Đoạn teaser chỉ bao gồm những con số 7, 8, 2020 cùng tiếng động cơ. Rất có thể Mazda sẽ cho ra mắt mẫu xe mang động cơ mới vào ngày 8 tháng 7 năm 2020. Âm thanh này được nhiều chuyên gia dự đoán về động cơ xăng tăng áp Skyactiv G 2.5 lít 4 xi lanh. Động cơ này đã được trang bị cho CX-5, CX-9 và Mazda 6. Khả năng cao là động cơ này sẽ được trang bị cho Mazda 3 2021 trên CX-5. Động cơ tăng áp Skyactiv G 2.5 lít sản sinh ra công suất 250 mã lực và mô men xoắn đạt 433 Nm. Chưa rõ sức mạnh cụ thể mà động cơ tăng áp cung cấp cho Mazda 3 2021 như thế nào. Tuy nhiên, so với động cơ hút khí tự nhiên Skyactiv G 2.5 lít trên Mazda 3 hiện tại, động cơ tăng áp chắc chắn sẽ vượt trội hơn. Đi kèm động cơ mới có thể là hộp số tự động 6 cấp và hệ thống dẫn động cầu trước hoặc dẫn động 4 bánh. Sự bổ sung động cơ tăng áp cho Mazda 3 không chỉ làm phong phú danh mục lựa chọn của khách hàng mà còn vì danh dự của Mazda. Trước đây, Mazda đã nhiều lần hứa hẹn sẽ hồi sinh dòng xe hiệu suất cao MPS hay gọi là Mazda Speed. Trong khi đó, các đối thủ của Mazda 3 đều đã có phiên bản hiệu suất cao như Toyota GR Corolla, Honda Civic Type A, Volkswagen Golf GGI MK8 hay Hyundai Veloster N. Tại Việt Nam, Mazda 3 2020 đã được phân phối với hai phiên bản động cơ là 1.5 lít, 110 mã lực và 346 Nm và 2.0 lít, 153 mã lực và 200 Nm. Nếu Mazda 3 2021 sở hữu động cơ tăng áp thì đây sẽ là mẫu xe được khách hàng Việt mong chờ nhất. Ảnh lộ diện crossover thế hệ mới của Hyundai vừa xuất hiện trên trang blog chuyên xe hơi của Hàn Quốc. Có vẻ Hyundai sẽ gia nhập xu hướng màn hình lớn sau các tên tuổi gạo cội như Tesla, Mercedes và Ford. Tesla khởi đầu xu hướng này cách đây vài năm trên các mẫu model cũ, Model S với màn hình cảm ứng 17 inch. Tiếp sau đó là Mercedes-Benz với bộ đôi màn hình 12,3 inch trên nhiều model. Ford cũng mới thiết lập tương tự trên F150 2021 mới. Theo tiết lộ của Korean Car Blog, khoang lái Hyundai Tucson 2021 được trang bị màn hình cỡ lớn như máy tính bảng. Ảnh đối diện cho thấy màn hình trung tâm với nút điều khiển đặt thấp phía bên dưới. Có vẻ các nút này cho phép truy cập nhanh vào các tính năng hay sử dụng trên màn hình. Cùng màn hình trung tâm cỡ lớn, Tucson mới còn sở hữu cụm đồng hồ số mới. Tuy nhiên, cách thiết lập khá giống với model hiện tại chứ không mới hoàn toàn. Tucson 2021 còn được trang bị vô lăng lái thông minh hơn, tương tự Elantra mới nhất với kiểu thiết kế giống vô lăng của Vision T-Concept. Mặc dù các thiết kế gần đây của Hyundai Tucson không quá đặc biệt, tuy nhiên Hyundai Tucson 2021 lại là trường hợp ngoại lệ, crossover ăn khách nhất của Hyundai có vẻ ngày càng thu hút hơn. Vừa rồi là cập nhật tin tức về thị trường ô tô xe máy trong nước cũng như là quốc tế của Auto Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi video clip này của chúng tôi. Nếu có bất kỳ đóng góp ý kiến nào, xin vui lòng comment bình luận ở phía bên dưới video clip. Nếu như các bạn cảm thấy những thông tin vừa rồi có nhiều ý nghĩa và bổ ích thì đừng quên bấm like và share video clip. Và nếu như chưa đăng ký theo dõi thì hãy nhấn nút đăng ký theo dõi ở góc phía bên phải màn hình của mình để nhận được những video clip mới nhất với các trang thông tin, tin tức, đánh giá xe cũ, xe mới của Auto Việt Nam nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.